thông tin để bật ngày hôm nay chúng ta sẽ nói tới một số những cái thuyết thường chia sẻ sau đó đó là thường sẽ chia sẻ với bạn thông tin liên quan tới on chain rồi chúng ta nói tới một số những thông tin liên quan tới hoa kỳ nft liên quan tới Cardano và Ethereum. Thì đầu tiên hết á, thường có chia sẻ với các bạn một cái thuyết, cái thuyết này đó, các bạn đã thấy được là trên màn hình á, thì năm 2014 thì chúng ta thấy là những bài viết đó, khi mà giá Bitcoin rơi về 400 đô đó thì chúng ta có rất nhiều những cái bài viết nói là trời ơi Bitcoin đã về 400 đô rồi, coi như Bitcoin đã kết thúc. Nhưng mà năm 2018 tám thì cũng những bài viết tương tự đây là bài viết đến từ Bloomberg Khi mà Bitcoin rơi xuống dưới 4.000 đô Thì cũng những người tương tự nói là Bitcoin coi như đã xong rồi Đất dưới 4.000 đô Sau đó 4 năm sau Thì cũng có bài viết tương tự ngày 10 tây tháng 1 của năm nay Đó chính là bài viết đến từ CNBC Thì nói là Bitcoin xuống dưới 4.000 đô Coi như cũng đã xong rồi Các bạn thấy được là điều thú vị đó Là mỗi lần mà Bitcoin giảm Thì những cái người mà không thích Bitcoin đó Những bear đó thì lại chui ra khỏi hàng để mà chế nhiều BTC khi mà zoom ra các bạn sẽ thấy được sự thật cái mà thường quan tâm đó là đối với phương diện một người đầu tư lâu dài là thường quan tâm đến là cái điểm thấp nhất của mỗi một chu kỳ là bao nhiêu tại vì cái điểm thấp nhất của mỗi một chu kỳ đó là đại diện cho những người nào mà thật sự có lòng tin Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào trước đây đó Cái chu kỳ mà thấp nhất đó có thể là Cái điểm mà thấp nhất là khoảng chừng là 2-300 đô Sau đó lên tới là vài ngàn đô Bây giờ có thể lên tới là 2-30 ngàn đô Thì cái mà quan trọng là cái điểm thấp nhất Tại vì đó là đại diện cho là có bao nhiêu người đang thật sự tin tưởng Những năm mà không tốt đó Những cái lúc mà mùa đông crypto Thì đương nhiên thị trường không có sôi động rất là ảm đạm thì ai thực sự đang mua ủng hộ miễn là cái giá nó nâng lên thời gian nghĩa là càng ngày càng có nhiều người thực sự tin tưởng và đó là những người mà có thể là đẩy giá bitcoin lên đương nhiên không phải năm này qua năm nọ năm này qua năm nọ thì sẽ có sự thay đổi nhưng mà dài hạn thì các bạn thấy được đó là những người mà thực sự có thể giữ giá được cho btc và đẩy lên những mức cao mới theo thời gian đó chính là về cái phương diện đầu tư dài hạn mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Chuyển qua chúng ta nói một chút về những thông tin liên quan tại OnChain thì các bạn thấy trên màn hình đó, đây là cái số lượng phần trăm Bitcoin đang có lợi thì bây giờ là 73,82%. Tại vì giá của Bitcoin tăng ngày hôm nay thì cũng tăng rất là nhanh các bạn thấy được là hôm qua đó chỉ có 65% thôi mà hôm nay đã lên tới 73.82% rồi cũng không như là lạ tại vì giá nó tăng hôm nay nhưng mà đây là thông tin mà nhiều bạn cũng hay hỏi thuận mà thường muốn chia sẻ với các bạn hôm nay đó thì chúng ta cũng thấy có một số lượng lệnh bị thanh lý cũng không có nhiều đâu các bạn thấy được là 290 triệu đô la lệnh bị thanh lý ngày hôm nay và đương nhiên trong vòng 4 giờ qua đó cái số lượng lệnh mình thanh lý đó các bạn đã thấy là 85% đã là lệnh sốt rồi đến từ những sàn lớn như là các bạn thấy là Binance, uh, OKX, FTX, Bybit, Huobi Bitcoin Max Bidmax và Debit thì toàn là lệnh sốt bị thanh lý mà thôi. Và hiện bây giờ đó thì lệnh long nhiều hay là lệnh sốt nhiều? Thì các bạn thấy được là nếu như chúng ta tính trong khoảng thời gian là 12 giờ qua đó thì chúng ta vẫn thấy hiện tượng là có nhiều lệnh long hơn là lệnh sốt uh, 53% là lon còn lại 46% là short đến từ những sàn lớn như là Thượng mới vừa chia sẻ với các bạn thì các bạn có thể thấy được là hôm nay tuy là cũng có một số lượng lệnh bị thanh lý nhưng mà cũng không có nhiều cái số lượng lệnh đòn bẩy đó cho bitcoin thì các bạn thấy là đại diện cho cái đường màu xanh dương này thì không tăng nữa sau khoảng chừng là ngày năm tây tháng 1 thì chúng ta thấy là cái số lượng lệnh đòn bẩy đó vẫn cao nhưng mà ít ra không tiếp tục tăng trưởng nữa tại vì chúng ta không muốn có quá nhiều lệnh đòn bẩy. Tại vì giá dao động nhiều đó là khi chúng ta thấy là có nhiều à, cái lệnh đòn bẩy dẫn đến là bị thanh lý nhiều và nói tới đây đó thì hôm nay chúng ta đã thấy là có nhiều lệnh lon hơn lệnh short thì khi mà chúng ta nhìn vào cái tỷ lệ funding rate cái phía qua đêm đó thì các bạn thấy đã chuyển qua màu xanh dương có nghĩa là dương hơn rồi à, xanh lá cây có nghĩa là dương hơn rồi thì các bạn thấy là trên căn bản nó cũng cân bằng mà thôi tính theo funding rate là 0.005 nhưng mà vẫn nghiêng về là lệnh lon nhiều hơn là sốt dựa theo funding rate chúng ta nhìn bên dưới này đó thường sẽ chia sẻ với các bạn thông tin liên quan tới là cái số lượng ETH và Bitcoin nạp vào rút ra thì cũng không gì đặc biệt đâu nhưng mà nào mà theo dõi kênh thường xuyên nên thì nó cũng không có gì gọi là đáng quan tâm chúng ta thấy được là mỗi một thanh này là một ngày đây là đại diện cho BTC thì 3 ngày trước đó chúng ta có cái số lượng bịch khôi rời khỏi nhiều hơn là nạp vào Nhưng mà hôm nay đã chuyển vào màu xanh lá cây có nghĩa là ngược lại nạp vào nhiều hơn rời khỏi Nhưng mà những thanh này nó cũng rất là thấp à, không có sự ảnh hưởng nhiều Chúng ta nói tới Ethereum thì cũng tương tự rất là giống nhau 3 ngày trước đó là màu đỏ và hôm nay là màu xanh lá cây nhưng mà những thanh này cũng không có cao, nó cũng rất bình thường mà thôi. Chuyển qua thì hôm nay đó Benjamin Cohen lại tiếp tục chia sẻ cái biểu đồ liên quan đến là cái phần trăm lợi nhuận của từng chu kỳ từ đáy cho đến đỉnh thì khi mà thường nhìn vào cái tài liệu này đó thì các bạn thấy được là có bốn màu, mỗi màu đại diện cho một cái mùa tăng trưởng. Thì cái mùa tăng trưởng đầu tiên đó là khoảng năm 2011 đó là màu tím này. Thứ nhì đó là khoảng năm 2013 là màu xanh dương. Còn thứ ba đó là màu xanh lá cây là năm 2017 và hiện tại là màu cam chu kỳ hiện bây giờ. Rất rõ ràng các bạn thấy được là cái à, hiện tượng chúng ta đang chứng kiến đó cho cái chu kỳ hiện bây giờ cái đường màu cam này thực sự không giống như những cái chu kỳ trước đó. Sau này kết thúc có giống hay không nên thì chúng ta chưa có biết nhưng mà chúng ta có thể thấy được là mỗi chu kỳ à, đều có một cái điều giống giống như nhau có nghĩa là mỗi chu kỳ đó chúng ta thấy là trước hết là mỗi chu kỳ thì càng về sau cái phần trăm lợi nhuận nó càng thấp đi đó là đương nhiên rồi thứ nhì nữa đó là chúng ta thấy được là mỗi chu kỳ đó ngày càng dài hơn cho nên cái đường nó lại ngày càng dài hơn và chu kỳ hai dài hơn chu kỳ một chu kỳ ba dài hơn chu kỳ hai và nếu như bây giờ là chu kỳ 4 đó, thì các bạn thấy đã dài hơn chu kỳ 3 rồi điều thứ ba chúng ta có thấy được đó là mỗi chu kỳ đều kết thúc với cái sự tăng trưởng parabolic ở các bạn thấy được là năm 2011 cũng vậy năm 13 cũng vậy năm 17 cũng vậy nghĩa là tăng trưởng dựng đứng lên rất là nhanh chóng sau đó chúng ta đi vào mùa đông tới bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy hiện tượng đó xảy ra đối với lại cái mùa tăng trưởng hiện tại thì nếu như mà các bạn không tin là chúng ta đã đi vào mùa đông rồi đó thì chúng ta vẫn đang chờ đợi cái sự tăng trưởng mạnh đó để mà kết thúc cái chu kỳ này. Nhưng mà cũng giống như, như là nhiều bạn hỏi thường nó cuối năm ngoái thường nghĩ là chu kỳ đã kết thúc hay là chưa thì thường đã nói với các bạn là nếu như mà có sự tăng trưởng mạnh rồi kết thúc năm ngoái đó thì coi như là kết thúc chu kỳ. Còn nếu như mà chưa thì chúng ta sẽ đi vào cái uh, lý thuyết là chu kỳ dài hơn và trên căn bản nếu như đây là một chu kỳ thì đã dài hơn năm 2017 rồi. Nhưng mà nếu như mà chúng ta tới cuối năm nay đó mà chúng ta vẫn xoay quanh cái mức này nếu các bạn zoom ra mà nhìn xa hơn đó thì thật ra từ tháng 5 năm ngoái tới bây giờ chúng ta vẫn xoay quanh cái mức là từ 30 tới 60 từ 30 lên 6 mấy từ sao mấy xuống còn ba mấy rồi từ ba mấy lên 6 mấy rồi trở lại ba mấy rồi bây giờ là bốn mấy thì chúng ta vẫn tiếp tục đi hàng ngang trong phạm vi khoảng chừng là 30.000 đô trong thời gian từ năm ngoái tới bây giờ nếu các bạn zoom ra thì sẽ thấy đó là hiện tượng nếu như mà chúng ta tiếp tục như vậy đó cho đến cuối năm nay hay là đến cuối năm nay đó chúng ta có thể là tốt hơn có thể là chúng ta lên tới khoảng chừng là 50.000 đô 70.000 đô bất cứ cái mức giá nào thường nghĩ là coi như là cái lý thuyết chu kỳ đã bị phá vỡ tại vì à, chúng ta bây giờ đã bước qua năm thứ năm rồi thì dài hơn thì tôi cũng hiểu nhưng mà đâu thể nào dài đến như vậy Tại vì già đến giờ chúng ta đã bắt đầu lứng qua năm thứ sáu luôn rồi mà trong khi một chu kỳ chỉ có 4 năm mà thôi như là trước đây. Cho nên các bạn nghĩ như thế nào các bạn hãy comment ở bên dưới. Có nhiều bạn nghĩ chúng ta có thể đã không còn chu kỳ nữa mà đi vào một cái lý thuyết là siêu chu kỳ giống như là chúng ta đã từng chứng kiến trong thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Các bạn nghĩ sao thì hãy comment ở bên dưới. Nói tới đây đó, thì chúng ta cũng có hai thông tin liên quan tới Hoa Kỳ mà thường muốn chia với các bạn. Đầu tiên hết á, là thông tin liên quan tới SEC, Ban Quản lý Chứng khoán của Hoa Kỳ. thì SEC đó hôm nay đã đưa ra quyết định một lần nữa là trì hoãn cái đơn để mà thay đổi của quỹ đầu tư RayScale Bitcoin Trust trở thành uh, ETF. Bạn cũng nên nhớ là RayScale đã điền đơn để có thay đổi hết Bitcoin của mình đang lưu trữ trở thành một quỹ đầu tư ETF. Nhưng mà bây giờ đó cái uh, quyết định này đã bị trì hoãn thêm một lần nữa. Lý do thì uh, cũng tương tự như trước đây, SEC nói là lo sợ tới việc làm giá BTC lo sợ đến cái việc liên quan tới là tính thanh thoảng và lo sợ cái việc liên quan tới là cái tính rõ ràng Thường nghĩ là rõ ràng và thanh thoảng đó thì cũng không gì gọi là đáng lo hết Tại vì các bạn thấy là bây giờ đó đã có nhiều công ty bảo hiểm, nhiều công ty lưu trữ nó sẽ rõ ràng hơn Còn tính thanh thoảng thì các bạn đã thấy là mỗi ngày bị không dịch bao nhiêu và vẫn thanh toán được như là thường Và chúng ta có thể thấy là những cái quỹ đầu tư lớn cũng đã mua bán bị liên tục, đâu có vấn đề gì đâu Còn về cái phương diện là giá cả bị Um, giống như làm giá đó thì thường nghĩ là cũng không có hợp lý lắm tại vì bây giờ SEC cũng đã cho thông qua cái uh, futures ETF hợp đồng ETF dựa theo futures thì nó cũng sử dụng giá đến từ spot mà thôi đâu gì khác biệt đâu cho nên ba uh, điều này thường nghĩ là họ chỉ muốn câu giờ mà thôi nhưng mà đây cũng là thông tin mà nổi bật hôm nay thường muốn chia sẻ với các bạn kế tiếp đó cũng là một thông tin đến từ Hoa Kỳ thì uh, thông tin này liên quan tới uh, thượng nghị sĩ Ted Cruz cái mà thường muốn chia sẻ ở đây đó là các bạn đã nhớ là cách đây không lâu đó mỗi lần chúng ta thấy một cái công ty nào nói tới Bitcoin thôi, đề cập đến BTC thôi chứ chưa có bất cứ động thái là thu mua hay là ủng hộ hay là hỗ trợ gì hết thì chúng ta đã đăng tùm lum báo rồi Bây giờ hầu như đó là chuyện hàng ngày luôn, các bạn thấy được là những công ty nào muốn tham gia vào crypto này để chúng ta nghe đầy dãy hết, coi như là bình thường. Cách đây không có lâu đó, cách đây khoảng chừng là một năm mấy thì cũng tương tự, mỗi lần mà có một nhà lập pháp nào, một người làm cho chính phủ Hoa Kỳ, đề cập đến BTC thôi là chúng ta đã hoan nghênh rồi đủ thứ báo nói tới hết. Bây giờ hầu như cũng cảm thấy là một chuyện à, thường ngày nghe nói tới, các bạn thấy được là thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas ủng hộ Bitcoin thì điều này ai cũng biết rồi, không phải là mới. Và các bạn thấy là không phải là người duy nhất Chúng ta cũng có Cynthia Loomis Cũng là thượng nghị sĩ Chúng ta có Tom Emmer Chúng ta cũng có những thống đốc Chúng ta cũng có những cái thị trường ủng hộ Và thậm chí ngay cả tổng thống một gia như là El Salvador cũng ủng hộ Thì hôm nay đó Thông tin liên quan tới Ted Cruz Là thông tin là Ted Cruz không chỉ là ủng hộ bằng miệng Mà ủng hộ bằng cả tiền luôn Cho thấy được là Ted Cruz đã bắt đái vào ngày 25 tây tháng 1 Lúc này đó, tại sao chúng ta biết? Tại vì đây là cái thông tin mà cần phải giao cho à, chính phủ Hoa Kỳ Nếu như các bạn là người làm việc chính phủ thì phải thông báo là mua bán tài sản nào Không cần phải chính xác, chỉ cần là khoảng thời gian và à, khoảng à, cái số tiền mua mà thôi Thì thông báo đó, ngày thứ sáu hôm nay là thời gian là khoảng chừng ngày 25 tây tháng 1 Thì thượng nghị sĩ Ted Cruz đã mua khoảng chừng là 50.000 đô Bitcoin với lại công ty River Brokerage cái số uh, lượng Bitcoin mua đó đương nhiên không có rõ nhưng mà lúc đó giá là khoảng chừng 36 tới 37 ngàn bây giờ giá đã hơn 41 ngàn rồi thì ngay cả các bạn thấy được là thường nghị sĩ của Hoa Kỳ cùng bắt đáy Bitcoin. Kế tiếp thì có hai thông tin. Hai thông tin này là liên quan tới NFT mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn. Thì uh, trước hết là công ty Nintendo. Đây là công ty mà làm những cái game điện tử các bạn cũng đã biết rồi. Những cái máy trò chơi điện tử đó. Thì Nintendo hôm nay cũng đã đề cập đến NFT cũng như là Metaverse. Nhưng mà họ chỉ nói là họ đang tìm hiểu và hiện bây giờ đó là họ chú tâm nhiều đến metaverse họ vẫn chưa có biết là cái giá trị họ có thể mang lại khi mà tích hợp nft và metaverse là gì nhưng mà các bạn thấy được là điều này cũng không vừa là quá lạ tại vì bây giờ công ty game nào cũng đang muốn tham gia vào thị trường này rồi à, chúng ta cũng thấy là công ty nintendo thì cũng không ngoại lệ đâu thông tin thứ nhì liên quan tới nft đó thì những người nào mà sống ở hoa kỳ cũng đã biết là bóng bầu dục đó thì mỗi năm chúng ta có cái uh, ngày gọi là Super Bowl đây là cái uh, trận đấu bóng bồi dục rất là lớn hàng năm mà rất nhiều người tham gia vào xem thì năm nay đó chúng ta thấy được là sẽ tổ chức ở Los Angeles vào ngày 13 tây tháng 2 một ngày trước cái lễ uh, Valentine thì cái điều mà thú vị của năm nay đó là những người nào mà mua vé tới đó xem đó thì sẽ nhận được một NFT uh, miễn phí NFT này đó là một cái quà tặng một cái quà lưu niệm để lại cho các bạn thấy được là các bạn đã đến đó xem ngày 13 tây tháng 2 và cái ghế các bạn ngồi là ghế nào ở hàng nào thì đây là điều mà sẽ được tặng cho những người mà đã mua vé tới đó xem và đây là lần đầu tiên trong vòng 30 năm Super Bowl trở lại Los Angeles chúng ta còn vài thông tin nữa thường cũng sẽ nhanh chóng chia sẻ với các bạn để các bạn có thể là tiếp tục Uh, hướng thụ cuối tuần của mình thì uh, liên quan tới Ethereum các bạn thấy được là Ethereum đó, hôm qua chúng ta cũng đã thấy là cái uh, sự ủng hộ của Ethereum vẫn còn rất là đông vẫn là một cái hệ sinh thái rất là lớn cho nên nhiều bạn nói là tìm coi như đã xong coi như đã chết không không nghĩ gì đâu Ethereum đó, vẫn là một đối thủ cực kỳ mạnh và hệ sinh thái cực kỳ lớn hiện bây giờ và chúng ta cũng đã thấy hôm qua đó GameStop chỉ muốn làm việc với mạng lưới Ethereum thôi và chúng ta thấy được là ngay cả cái uh, giám đốc blockchain của Microsoft đó, thì cùng lúc ủng hộ Ethereum đã đưa ra một cái dự đoán mà thường muốn chia sẻ là ông ta nghĩ là năm 2023 đó tới lúc đó thì Ethereum sẽ có một cái chợ ứng dụng một cái app store và Ethereum lúc đó đó thì sẽ có phí thấp có nghĩa là hoàn toàn tin tưởng là sẽ có Ether 2.0 hay là chúng ta sẽ có cái cập nhật mà giảm tí của Ethereum thứ nhì nữa đó là Ethereum nó cũng sẽ giống như là Apple nhưng mà không ai sẽ sử dụng Apple nữa mà mọi người sử dụng những cái ứng dụng phi tập trung mà không có quản lý bởi bất cứ một cái công ty nào và mạng lưới Ethereum sẽ thật sự đó trở thành phi tập trung và tất cả những cái ứng dụng trong lưới Ethereum đó các bạn chỉ cần là có khóa cá nhân thôi là có thể là unlock được chứ không cần phải là các bạn sẽ sử dụng username hay là password như, như bây giờ bây giờ các bạn có mật mã và tên đó cho nhiều ứng dụng khác nhau nhưng mà sau này người ta nói là khi mà NFT khi mà những cái như là xác minh thân phận đó, nó tốt hơn cho mạng lưới blockchain thì các bạn có thể sử dụng khóa cá nhân của mình. bây giờ chỉ cần một khóa cá nhân thôi thì có thể là tạo nhiều chuyên mục và không cần phải nhớ mật mã khác nhau. các bạn chỉ cần là chứng minh thì các bạn là người lưu trữ khóa cá nhân mà thôi. và đây là tương lai của Ethereum sẽ là một cái nơi mà tụ tập những dụng tập trung giống như là Apple bây giờ. đó là cái sự chứng đoán đến từ giám đốc blockchain của Microsoft. Kế tiếp là thông tin liên quan tới Cardano thì các bạn thấy được là Cardano dạo này đó thì cũng im lặng nhưng mà về phương diện giá cả mà thôi chứ còn về cái phương diện mà cải tiến Cardano thì liên tục cải tiến, cải tiến ví rồi có những cái cập nhật nhưng mà các bạn thấy được là một trong những điều mà đáng chú ý đó là Cardano đã có cái sự tăng trưởng rất là nhiều liên quan đến cái số lượng ví từ một năm trước đó tăng đó lên tới là 1.000% và các bạn thấy được là cái số lượng ví của Cardano đã lên tới là 3 triệu ví hiện bây giờ. Đương nhiên 3 triệu ví chứ không phải là 3 triệu người, một người thì có thể có nhiều ví nhưng mà cũng là một cái sự tăng trưởng đo lường theo cách này. Và hiện bây giờ đó cái số lượng người tham gia vào đó là các bạn thấy được là staking đó, delegators cũng đã lên tới là 1,1 triệu có nghĩa là tăng 870 từ một năm ngoái và khi mà chúng ta nhìn vào cái số lượng đồng stake đó, thì Cardano là một trong những đồng mà có cái số lượng người stake rất là cao các bạn thấy được là Cardano đó có tới gần như 70% của Cardano bây giờ đang được stake 69,11 con số này đó là cao hơn Avalanche 61% à, Các bạn thấy được con số này đã cao hơn Terra, cao hơn Polkadot Con số này chỉ thua Binance Smart Chain và thua Solana mà thôi Solana là 74,6% đang được stake Và Binance Smart Chain là trăm đang được stake Cardano chỉ thua hai đồng đó mà thôi khi tôi nói tới những đồng lớn một chứng đồng mà các bạn thấy là phần trăm stake thấp đó là Ethereum 2.0 chỉ có 7,2% mà thôi thì tại sao chỉ có 7,72% stake Ethereum cho chúng ta có được đồng Ether 2.0 thì tại vì cái sự khác biệt các bạn có thể tham gia vào Solana các bạn có thể tham gia vào Cardano các bạn tham gia vào BNB staking thì các bạn có thể là unstake bất cứ lúc nào để mà lấy lòng của mình còn Ether 2.0 thì đây là một cái sự ủng hộ rất lớn. Bạn đang thường cũng tham gia vào stake Ether 2.0 thì các bạn đưa Ether vào là sẽ không được lấy ra cho đến khi nào mà có Ether 2.0 mà thôi. Khi nào mới lấy ra được thì không ai biết bởi vì đây là một cái sự ủng hộ rất lớn. Cho dù là không lấy được các bạn thấy được là cái số lượng đồng Ether stake đó vẫn là 7,72% cũng đối với thường là cao vì lý do là tham gia vào stake thì không lấy ra được cho nên khi nào có ether 2.0 và thông tin cuối cùng đó cũng là một thông tin mà cũng không biết là lạ đối như mày nào mà theo dõi kênh thường xuyên ít nhất là hai năm trở lên đó chính là thông tin liên quan tới uh, máy tính lượng tử quantum computers thì một trong những điều mà nhiều người hay nói tới là blockchain đó thì không phải là tương lai tại vì khi mà có máy tính điện tử thì sẽ coi như là tiêu diệt blockchain thì uh, đây chỉ là những cái thông tin phết là thôi các bạn đừng có tin thường đã chia sẻ rất nhiều những video và các bạn có thể lên trên channel của Thuận để mà tìm kiếm video liên quan tới máy tính lượng tử Trước đây vài năm đó thì chúng ta đã thấy là có cuộc thử nghiệm máy tính lượng tử đến từ công ty Google Thì cũng đã có nhiều thông tin tương tự rồi Các bạn nên hiểu đó, thứ nhất là máy tính lượng tử đó bây giờ vẫn không có sử dụng được hàng ngày Thứ nhì nữa đó là khi mà có máy tính lượng tử thì các bạn thấy được là những cái uh, giao thức của blockchain đó thì cũng sẽ dùng mã tiền tự để mà bảo vệ mà thôi cho nên nó cũng như là nhau và cái đó nữa đó thì theo thuận hiểu đó các bạn thấy được là mã tiền điện tử nếu như mà chúng ta thực sự là có mà sử dụng được như là nhiều người lo sợ đó thì à vấn đề liên quan tới là phá hủy mạng lưới Bitcoin là cái điều mà chúng ta cũng không cần quan tâm đâu. Tại vì nếu như vậy thì họ có thể là phá hủy bất cứ một cái lớp bảo mật nào vào trong ngân hàng các bạn lấy hết tiền các bạn. Họ có thể là điều khiển máy bay từ xa. Họ có thể làm được rất nhiều điều. Họ có thể là tấn công vào bất cứ một mạng lưới chính phủ nào để mà lấy cái cơ mật quốc gia cho nên thường nghĩ là Nếu có máy tương tự Họ cũng không quan tâm đến Bitcoin đâu Tại vì họ có thể dùng dụng những cái đó Để mà làm những cái điều lớn hơn Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Thì uh, hy vọng Là các bạn nhận được nhiều giá trị ngày hôm nay Và hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ Tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thêm với các bạn nhiều thông tin trong cuối tuần này và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng thuận capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia thông qua link của thuận capital cho những sàn như là sàn bybit sàn Nex sàn binance sàn fashion moon xbt sàn ftx trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này và những bên nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US Những bên nào mà thích gửi tiền trực số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi Và đương nhiên Crypto ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng Tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn